Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chiều ngày 9 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua doanh nghiệp Lào Cai hội nhập và phát triển, kỷ niệm 72 năm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của tỉnh. Với chủ đề Doanh nghiệp Lào Cai hội nhập và phát triển do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động trong 2 năm 2016-2017, phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp Lào Cai. Qua đó kết thúc năm 2016 và 9 tháng năm 2017 đã có hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân được các cấp, các cơ quan doanh nghiệp khen thưởng. 178 đồng chí trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn liên doanh với nước ngoài được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phát huy những kết quả đã đạt được cũng như cố gắng khắc phục những khó khăn trong môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt là những bài học quý báu để các doanh nhân đoàn kết, vững chí vươn lên xây dựng doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển. Dự lễ kỷ niệm và phát động phong trào thi đua yêu nước doanh nghiệp Lào Cai hội nhập và phát triển, kỷ niệm 72 năm ngày doanh nhân Việt Nam, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các doanh nhân doanh nghiệp Lào Cai. Trong những năm qua đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển không ngừng. Qua đó xuất hiện nhiều doanh nhân tâm tài, đóng góp cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho hơn 4 vạn lao động là con em đồng bào các dân tộc trong tỉnh, góp phần to lớn vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội của địa phương. Đồng chí mong rằng các doanh nhân Lào Cai sẽ tiếp tục phát động những phong trào thi đua tích cực hơn nữa để doanh nghiệp ngày càng đi lên, xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển trong thời kỳ hội nhập. Tạo lập được chỗ đứng và có vị thế trên thị trường, thể hiện cái sự năng động, sáng tạo, sự nhạy bén trong sản xuất kinh doanh. Thứ hai, đó là xu thế toàn cầu hóa là tất yếu, hợp tác phát triển là tất yếu. Thì các doanh nghiệp Lào Cai cần phải có sự liên kết với nhau, liên kết với các doanh nghiệp của cả nước cũng như là doanh nghiệp của trên thế giới để tạo được những chuỗi giá trị, phải nâng cao được chất lượng, hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tại lễ kỷ niệm và phát động phong trào thi đua, nhiều tập thể và cá nhân trong các doanh nghiệp đã được các cấp hội khen thưởng, đồng thời kết nạp 5 doanh nghiệp mới thành lập vào Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai. Vừa qua, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại huyện Bảo Yên về việc rà soát, đề xuất giải quyết các vướng mắc khó khăn tại địa phương. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Bảo Yên đã báo cáo kiến nghị giải quyết các khó khăn tồn tại vướng mắc trên địa bàn. Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, huyện Bảo Yên đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm cho ý kiến về cơ chế hỗ trợ đối với các hộ xây dựng nhà trên đất nông nghiệp khi thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án. Đề nghị không cấp giấy phép khai thác khoáng sản cát đối với các đơn vị không chứng minh được bãi tập kết sản phẩm đảm bảo an toàn hành lang giao thông, môi trường, đồng thời có các biện pháp kiểm soát khối lượng khai thác cát của các đơn vị được cấp phép khai thác. Trong lĩnh vực khiếu nại tố cáo, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành khẩn trương tham mưu giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân huyện có cơ sở giải quyết và trả lời công dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết việc hỗ trợ xây nhà, sửa nhà cho các đối tượng người có công đã có tên trong đề án, do hiện tại trên thực tế nhiều đối tượng đã quá già yếu. Về phát triển công nghiệp thương mại trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị để dự án tiểu thủ công nghiệp Phố Giàng sớm đi vào hoạt động. Sau khi nghe báo cáo, đại diện các sở ngành của tỉnh đã trả lời, làm rõ các đề xuất, kiến nghị của huyện, đồng thời đưa ra những phương án giải quyết các khó khăn tồn tại vướng mắc trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan tích cực phối hợp với huyện Bảo Yên để nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, nhất là trong các lĩnh vực như đất đai, quản lý tài nguyên môi trường, hướng dẫn huyện Bảo Yên các trình tự, thủ tục, đề xuất bổ sung kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng dự án tiểu thủ công nghiệp Phố Giàng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề về hoạt động giáo dục nghề nghiệp, ngày 9 tháng 10, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã thành lập đoàn giám sát tiến hành giám sát tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Sapa, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Dạy nghề Giáo dục Thường xuyên tỉnh.
Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Sapa, mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng cơ sở vật chất hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu trang thiết bị hỗ trợ cho giảng dạy và thực hành của học sinh. Giai đoạn 2015-2017, Trung tâm phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Lào Cai mở 2 lớp đào tạo nghề trung cấp và 10 lớp theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Giám sát tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên tỉnh cho thấy, Trung tâm có nhiều chức năng như dạy văn hóa, tin học, ngoại ngữ, đào tạo nghề hướng nghiệp, liên kết đào tạo bồi dưỡng, tư vấn du học, tư vấn nghề nghiệp và xuất khẩu lao động. Năm học 2015-2016, Trung tâm thực hiện tuyển sinh và đào tạo được gần 5.300 học viên. Năm 2016-2017, trên 6.300 học viên ở các hệ liên kết đào tạo tại chức, dạy văn hóa, dạy nghề phổ thông, tin học ngoại ngữ và loại hình khác, chất lượng đào tạo được nâng lên. Tuy nhiên, Trung tâm đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc như đơn vị chưa được giao trực tiếp chỉ tiêu đào tạo nghề hàng năm mà phải hợp đồng thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới và các địa phương. Chưa được đầu tư theo chương trình nâng cao năng lực đào tạo nghề theo quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ, là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, nhưng đến nay quyền tự chủ còn mờ nhạt, có một số nội dung hoàn toàn không được giao quyền tự chủ. Theo kế hoạch, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục giám sát hoạt động giáo dục chuyên nghiệp tại một số huyện, các sở, ngành và đơn vị đào tạo. Từ thực trạng và kiến nghị đề xuất của các đơn vị, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua mùng 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp báo quý 3 năm 2017 để thông báo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017. Dự họp báo có lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành của tỉnh, cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn. Tại buổi họp báo, ông Vương Trinh Quốc, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông báo một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017. Theo đó, 9 tháng qua, thu hoạch lúa mùa thuận lợi, năng suất lúa trung bình trong năm ước đạt 51 tạ trên hecta. Tổng sản lượng thóc ước đạt trên 160.000 tấn, tăng gần 2% so với năm 2016. Sản xuất công nghiệp có nhiều nét khởi sắc. Tổng mức thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 9 tháng đạt 4.600 tỷ đồng, bằng 96,2% dự toán trung ương giao, nhưng mới bằng 65,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Như vậy, cần thu 2.400 tỷ đồng nữa từ nay đến hết năm 2017. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã nêu một số vấn đề đang được dư luận quan tâm, như việc tuyển sinh vào lớp 10, tổ chức thi nhưng không xét kết quả thi gây lãng phí, những khó khăn trong việc thực hiện chủ trương đưa học sinh từ điểm trường lẻ ra trung tâm, tình trạng tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày cho học sinh bán trú. Một vấn đề cũng được phóng viên nêu câu hỏi liên quan đến việc tiêu thụ chuối cho người dân xã Bản Lầu gặp nhiều khó khăn, tình trạng khai thác cát tại Bảo Yên gây nên vụ sụt lún liên quan đến bờ sông chảy. Một số đơn vị khai thác quặng tại huyện Bảo Thắng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới người dân. Bên cạnh đó, tình trạng mất an ninh trật tự, tranh chấp đất lâm nghiệp giữa người dân và doanh nghiệp cũng được phóng viên nêu ra tại buổi họp báo. Tại buổi họp báo, lãnh đạo các ngành liên quan đã trực tiếp giải đáp, trả lời một số câu hỏi của phóng viên báo chí quan tâm. Tiếp tục thực hiện công văn số 2539 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc triển khai thí điểm lao động qua biên giới làm việc tại công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật Huệ Hồng, Vân Nam, Trung Quốc, chiều ngày 9 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Lào Cai đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho người lao động qua biên giới làm việc cho các đối tượng lao động sẽ đi làm việc tại công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật Huệ Hồng. Trong thời gian 2 ngày, các đối tượng lao động được giới thiệu một số nét về văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của người Trung Quốc, những quy định đối với người nước ngoài đến làm việc tại Trung Quốc, quy định về xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới, một số nội dung cơ bản về pháp luật dân sự, hình sự của Việt Nam, Trung Quốc, những vấn đề chủ động phòng ngừa trong thời gian làm việc tại Trung Quốc, biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội, hoạt động buôn bán người qua biên giới, chế độ chính sách, quyền lợi người lao động khi làm việc tại công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật Huệ Hồng, Trung Quốc. Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị một số kiến thức cần thiết liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động trước khi lao động qua biên giới, làm việc một cách hợp pháp, giảm sự rủi ro cho người lao động, nâng cao năng lực tự bảo vệ, nhận biết các tình huống vi phạm quyền lao động, tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết để lao động qua biên giới thực sự đem lại lợi ích và kết quả tích cực. Ngay sau khi thực hiện xong lớp bồi dưỡng kiến thức, 19 lao động sẽ được Trung tâm Dịch vụ Việc làm hướng dẫn làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc làm việc. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Lào Cai vừa tổ chức cấp chứng minh nhân dân miễn phí tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng.
Tại Ủy ban Nhân dân xã Gia Phú, trong thời gian một ngày, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện cấp đổi chứng minh nhân dân miễn phí cho hơn 1.500 người dân trên địa bàn. Việc cấp đổi miễn phí chứng minh thư nhân dân được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thường xuyên phối hợp tổ chức tại các xã khó khăn trong tỉnh. Đây là một trong chuỗi những hoạt động của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai nhân dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công an tỉnh Lào Cai, thực hiện mục tiêu vì nhân dân phục vụ. Nhằm đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, thời gian qua các địa phương của Lào Cai đã chú trọng đến việc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tiêm phòng gần 1.900.000 liều vaccine các loại, đạt gần 65% kế hoạch năm. Kiểm soát giết mổ gần 80.000 con gia súc, kiểm dịch vận chuyển nhập tỉnh gần 163.000 con lợn, gần 40.000 con gia cầm. Đáng chú ý là đã tiến hành xử lý tiêu hủy gần 1.000 con lợn thịt và trên 1.800 kg sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, cùng nhiều gia cầm và sản phẩm động vật nhập lậu vào địa bàn. Bên cạnh đó, công tác quản lý thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, trang trại chăn nuôi cũng được chú trọng, đảm bảo thực phẩm rõ nguồn gốc. Về cơ bản, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi lưu hành trên thị trường đều có trong danh mục được phép lưu hành, góp phần nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm chăn nuôi. Tính đến hết tháng 9, người dân xã Bản Sen, huyện Mường Khương đã thu hoạch được 2.850 tấn chè búp tươi, đạt 95% so với kế hoạch giao. Tính đến năm 2017, diện tích chè tập trung tại xã Bản Sen đã đạt 637 hectare, trong đó diện tích chè kinh doanh là 500 hectare, chè kiến thiết cơ bản là 137 hectare. Cùng với hai xã Lùng Vai và Bản Lầu, Bản Sen là một trong những xã có diện tích chè kinh doanh lớn nhất tại vùng chè hàng hóa tại huyện Mường Khương. Hiện nay, người dân xã Bản Sen đã ký hợp đồng liên kết với công ty chè Thanh Bình. Phần lớn sản lượng chè búp tươi tại xã Bản Sen đều được bao tiêu với giá thu mua ổn định khoảng 6.000 đồng trên kg. Nhờ vậy, cây chè mang lại hiệu quả kinh tế cao cho địa phương này. Được xác định là cây trồng chủ lực giúp người dân trong xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Vì vậy, năm nay, xã Bản Sen có kế hoạch sẽ tiếp tục trồng mới 6 hectare chè chất lượng cao. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.